Đây, lái thì rất là nhẹ nhàng. Đấy. Góc lái của nó thì nó có cứ hàn rồi. Đây là góc cao nhất này. Đấy. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu loại càng chữ A loại hẹp, chuyên cho các bạn muốn sử dụng những cái xe hai bánh của mình để chuyển thành xe ba bánh ấy, thì có thể sử dụng bộ này, rất là đẹp combo luôn. Ở đây thì mình đang lắp cái bánh là -7. Bánh này thì có đường kính là 39 và bản rộng là 12 cm. Đây, bản rộng là 14 cm này, tổng chiều rộng là 80 cm. Tính từ mặt đất lên đến ghi đông tay cầm là 1 m. Cái này các bạn cũng có thể chọn loại ghi đông vòng cao lên cũng được, ở bên em đều có. Đấy. Thì đây là một cái bộ combo em lắp đặt hoàn chỉnh rồi, không có phanh nhá. Các bạn có nhu cầu cần phanh thì sẽ tính thêm riêng, còn đây là bộ không có phanh, nó đơn giản thôi, phục vụ cho các bác có những cái xe hai bánh. Ví dụ như là đây có những cái xe hai bánh như thế này, mình muốn lắp lên đầu đằng trước ấy, thì sử dụng cái bộ đầu là rất là hợp lý, giá phải chăng, dễ làm. Ở đây thì cái phần kết nối đằng sau đây. Đấy. Các bạn có thể kết nối vào cái phần đang để trống ở đây. Đấy. Là cái khung này người ta đang để không. Các bạn có thể cắt bằng chỗ này đi và lối thẳng vào phần khung này, hoặc là lối vào khung này, cái đấy là tùy thẩm mỹ của các bạn thôi. Cái đấy mình không hướng dẫn thêm. Còn bộ này thì lái rất là nhẹ nhàng. Đấy, thích hợp cho tất cả các loại xe, kể cả xe máy. Tốc độ thì dưới 60 km/h thôi. Mình cũng không đảm bảo cho các bạn đi tốc độ cao đâu, vì mọi thứ ở tốc độ cao nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái gì mình thiết kế. Đây, lái thì rất là nhẹ nhàng. Đấy. Góc lái của nó thì nó có cứ hàn rồi. Đây là góc cao nhất này. Đấy. Đấy. Nó có cái chặn cứ hàn rồi. Thì các bạn cần lắp đặt như thế nào thì đấy là như mình đã hướng dẫn. Về phần trang trí ở phía trước thì cũng dễ thôi, không có gì. Những cái phần bộ đầu đây, các bạn chỉ ra cái thằng xe máy cũ ấy, tìm những cái mặt lạ của thằng xe máy ấy, các bạn bắt lên đấy là xong. Trông nó rất đơn giản mà rất là nhanh. Đấy. Thì cái bộ này mình lắp bánh này, còn các bạn có nhu cầu lắp bánh khác thì yêu cầu trục của nó là trục 15 mm nhé. Có trục 17 và trục 15. Đấy, trục bánh như kìa. Khi chưa lắp bánh thì nó ra đến mặt Big Mayer là 70 cm. Còn con này lắp bánh vào là nó sẽ ra 80 tròn. Đấy. Rất phù hợp để làm xe hai bánh.
đấy. Đây em để cái xe đạp điện của em vào cái này cho nó tương thích này, để cho các bạn nhìn thấy này. Đấy thì chiều cao ghi đông của nó thì nó đang thấp hơn ghi đông của mình khoảng 15 cm. Đấy, nếu như các bạn là ngồi xe thì cái ghi đông nó thấp xuống một tí, lái nó sẽ đỡ mỏi tay hơn. Đây. Đấy. Các bác tự đánh giá cái bộ này như thế nào thì xin vui lòng comment ở phía dưới. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 9855. Đây em để cái bộ này cho nó tương quan như này. Còn các bác tự nhìn và hình dung ra cho nó dễ. Rất là đẹp. Đường kính bánh xe thì gần như là tương đương với đường kính bánh xe cũ. Giảm xóc thì cũng thuộc loại tương đối rồi, có thể đi 2 người, 3 người đều đáp ứng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.